Kinh thành Huế hay Thuận Hóa Kinh Thành là một tòa thành ở cố đô Huế, nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong suốt 143 năm, từ năm 1802 đến khi thoái vị vào năm 1945. Hiện nay, Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Từ thời các chúa Nguyễn, Huế đã từng được chọn làm phủ sứ Đàng Trong. Năm 1635 đến năm 1687, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần dựng phủ ở Kim Long. Đến thời Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Khoát đã dời phủ về Phú Xuân trong những năm 1687 đến năm 1712 và từ năm 1739 đến năm 1774. Đến thời Tây Sơn, Huế vẫn được vua Quang Trung chọn làm kinh thành cho vương quốc của ông. Đến năm 1802, khi Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, mở đầu cho vương triều Nguyễn kéo dài suốt 143 năm, một lần nữa lại chọn Huế làm nơi đóng đô. Kinh thành Huế được xây dựng theo kiến trúc vô ban. Kinh thành Huế có 3 phòng thành, lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Ngay sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã tiến hành khảo sát chọn vị trí xây thành mới. Cuối cùng, ông đã chọn vùng đất rộng bên bờ sông Hương, gồm phần đất của các làng Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, An Bảo, Thế Lại cùng một phần của hai con sông Bạch Yến và Kim Long làm nơi xây thành. Về mặt phong thủy, tiền án của kinh thành là núi Ngự Bình, cao hơn 100m, đỉnh bằng phẳng, dáng đẹp, cân phân nằm giữa vùng đồng bằng như một bức bình phong thiên nhiên che chắn trước kinh thành. Hai bên là cồn Hến và cồn Giả Viên làm tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, rồng xanh bên trái, hổ trắng bên phải, làm thế rồng chầu hổ phục, tỏ ý tôn trọng vương quyền. Minh Đường Thủy Tụ là khúc sông Hương rộng, nằm dài giữa hai cồn cong như một cánh cung, mang lại sinh khí cho đô thành. Kinh thành Huế được đích thân Gia Long chọn vị trí và cắm mốc, tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ năm 1805 và hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Trong lịch sử Việt Nam thời cận đại, công trình xây dựng kinh thành Huế có lẽ là công trình đồ sộ quy mô nhất, với hàng vạn lượt người tham gia thi công, hàng triệu mét khối đất đá, với một khối lượng công việc khổng lồ: đào hào, lấp sông, di dân, dời mộ, đắp thành, kéo dài trong suốt 30 năm dưới hai triều vua.